Đó, đó, nhặt nhặt nhổ ngò. Đang nhổ ngò. Ngò này đúng là hôm nay không nhổ đi, ngày trưa nay 12 giờ đây nó xả nước đấy. Vâng. Này đang nhỏ nên em phải nhổ đấy này. Dân 37 đâu, dân 37 đâu? Có gì gửi về cho dân 37 không? Có gì đâu, có bó ngò có gửi về cho dân 37 thì gửi thôi, có gì đâu. Dân 37 là rất là siêng. Siêng á? À? Ừ. Dân nó chịu khó rồi. Cơ cực vất vả nhiều nên là giờ chịu khó. Nhưng mà dân 37 vô đây đông nhá. Phải không? Rất là đông luôn. Ba, 34 là Hải Dương phải không? Thanh Hóa là bao nhiêu? 36. Thanh Hóa 36 à? Có ai ở Thanh Hóa không? Lấy chồng về Thanh Hóa thì có. À, lấy chồng về Thanh Hóa. À. Chỉ gần gần nhau lấy được rồi. Đi đâu mà có nhau. Đó, nhìn à, nhìn cái ngò à. Có gì nhắn nhủ đến quê hương không? Có lời nói nhắn về quê hương, hỏi thăm quê hương thôi. À, có quê hương sao cố lên. Cho bình quê hương là chung quê ngọt thôi. Cứ từ từ rồi ta về. Nói là dân 37 cố lên, chống dịch. Cố lên, dân 37 cố lên, chống dịch. Ở trong đây, ở trong đây các chị các em mọi người đều khỏe ạ. À, có người thân ngoài còn giờ có muốn gì gửi lời thăm người thân không? Gửi lời thăm dân 37. Dân 37 cố lên chống dịch. Cảm ơn các chị nhiều nhá. Chúc các chị mạnh khỏe. Kênh YouTube là kênh là cái gì ấy chú? À.